cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, giảng viên Trần Văn Toản thuộc khoa quân chủng phòng không không quân là một trong những người hỗ trợ cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết trong việc thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cụ thể, theo kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và 50 bị can khác trong vụ án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn FLC. Trong đó, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm được cáo buộc thực hiện thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến 3.620 tỷ đồng và hơn 700 tỷ đồng thu lợi bất chính. Đáng chú ý, trong kết luận điều tra bổ sung lần này, cơ quan điều tra đã tách hành vi của ông Trần Văn Toản là quân nhân liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trịnh Văn Quyết, chuyển cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và Vệ kiểm sát quân sự Trung ương để xử lý theo thẩm quyền. Kết quả điều tra xác định trong số những người giúp sức cho Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản có ông Trần Văn Toản, 49 tuổi, chú phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là giảng viên khoa Quân chủng Phòng không Không quân thuộc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Ngày 19 tháng 2 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án để chuyển hồ sơ sang cơ quan an ninh điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra theo thẩm quyền. Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra nhận được 685 đơn tố cáo từ nhà đầu tư yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến việc thao túng thị trường chứng khoán. Theo cơ quan điều tra, đối với các nhà đầu tư mua cổ phiếu AMD, ART, HAI, GAB, FLC không có căn cứ để xem xét giải quyết do thiếu thông tin về thiệt hại. Các đơn tố cáo của nhóm đầu tư cổ phiếu ROS được xác định là bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty Faros của bị can quyết. Ngoài ra, có 126 đơn tố cáo từ cá nhân liên quan đến việc vi phạm pháp luật của các pháp nhân thuộc tập đoàn FLC, Công ty cổ phần FLC Quy Nhơn Golf and Resorts và cơ quan điều tra đã chuyển cho cơ quan điều tra địa phương để giải quyết theo thẩm quyền. Ngoài ra, cảnh sát cũng nhận được 44 đơn tố cáo từ 33 cá nhân liên quan đến việc mua trái phiếu của tập đoàn FLC phát hành tháng 12 năm 2021 với giá 10.000 đồng một trái phiếu và lãi suất 12% một năm. Những người này tố cáo rằng một ngân hàng không xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trước khi bán trái phiếu cùng với việc tập đoàn FLC sử dụng tiền từ việc bán trái phiếu không đúng mục đích. Cảnh sát đánh giá rằng việc mua bán cổ phiếu với tập đoàn FLC là giao dịch dân sự, nếu không có sự thống nhất giữa các bên có thể khởi kiện ra tòa để giải quyết theo quy định pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và một số đơn vị liên quan. Trong số này có bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC và hàng loạt người thân. Theo kết luận điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã có hành vi thao túng thị trường chứng khoán hưởng lợi bất chính 723 tỷ đồng và nâng khống vốn điều lệ công ty cổ phần xây dựng Faros chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an còn đề nghị truy tố các bị can thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng về tội công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán gồm Lê Công Điền, vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng, Dương Văn Thanh, tổng giám đốc trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Phạm Minh Trung, trưởng phòng đăng ký chứng khoán. Với vai trò là vụ trưởng, khi được giao chỉ đạo thẩm định hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty cổ phần xây dựng Faros, bị can Lê Công Điền đã phát hiện hồ sơ đăng ký không đủ cơ sở để xác định số vốn thực góp, các báo cáo kiểm toán không đúng pháp luật về kiểm toán vì không đủ cơ sở để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần. Nhưng bị can Điền không thực hiện kiểm tra, xử lý đối với công ty kiểm toán thu hồi báo cáo kiểm toán mà vẫn chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Sau đó, công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng đối với công ty cổ phần xây dựng Faros có số vốn điều lệ là 4.300 tỷ đồng. Từ đó, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã lợi dụng việc này để thực hiện việc đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Công Điền thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Bị can này khai, nguyên nhân dẫn đến sai phạm là do công ty Faros là doanh nghiệp lớn. Trịnh Văn Quyết có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các cấp và sở hữu một công ty chuyên tư vấn pháp luật. Khi thẩm định hồ sơ công ty Faros, bị can Điền đã yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng về việc góp vốn, nhưng bị doanh nghiệp này hai lần có đơn khiếu nại vì cho rằng cựu vụ trưởng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vượt thẩm quyền gây khó khăn cho doanh nghiệp do lo sợ ảnh hưởng đến công việc của bản thân nên bị can điền biết sai vẫn làm. Kết luận điều tra nêu, hành vi của bị can Lê Công Điền đủ yếu tố cấu thành tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, quy định tại khoản 2 điều 209 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can Điền về tội danh này. Tương tự với vai trò là tổng giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, khi nhận được hồ sơ đề nghị đăng ký, lưu ký 430 triệu cổ phiếu của công ty Faros. Bị can Dương Văn Thanh biết rõ hồ sơ chưa đủ cơ sở để xác định số vốn thực góp nhưng vẫn ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đối với công ty này, đồng thời thông báo đến các thành viên lưu ký công ty chứng khoán. Kết luận điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra ghi nhận, bị can Lê Công Điền có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, quá trình công tác có nhiều thành tích được các cấp khen thưởng. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm khi lượng hình đối với cựu vụ trưởng của Ủy ban chứng khoán nhà nước này. Theo kết luận điều tra bổ sung ban hành ngày 23 tháng 2 về vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, cơ quan điều tra C01 Bộ Công an đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC và 49 bị can khác. Riêng Doãn Văn Phương, sinh năm 1977, Tổng giám đốc tập đoàn FLC được xác định đã xuất cảnh trốn ra nước ngoài từ tháng 3 năm 2022. Theo cơ quan điều tra, trong vụ án, Doãn Văn Phương còn giữ vai trò kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Faros giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016, sau đó là thành viên hội đồng quản trị từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 6 năm 2019 với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Faros từ ngày 28 tháng 5 năm 2015 đến ngày 9 tháng 11 năm 2016, Phương đã chỉ đạo các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và nhân viên thuộc Faros ban hành các nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ, lập hồ sơ góp vốn khống, lập hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu, tương đương 4.300 tỷ đồng vốn điều lệ của Faros. Việc làm này của Phương nhằm để Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, về hành vi của Phương, cơ quan điều tra cho rằng bị can đã chỉ đạo và trực tiếp ký các tờ trình, biên bản, nghị quyết của Hội đồng Quản trị để ra chủ trương về việc tăng vốn khống ở các lần tăng vốn thứ ba, thứ tư, thứ năm và chủ trương đăng ký niêm yết cổ phiếu của Faros trên sàn chứng khoán. Với danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Farod, Phương cũng trực tiếp tham gia ký hồ sơ, chứng từ khống để hợp thức hạch toán kế toán cho việc góp vốn khống. Trong đó, ký 18 giấy rút tiền mặt để bị can Trịnh Thị Minh Huế, em gái Trịnh Văn Quyết, sử dụng rút 900 tỷ đồng vốn góp ra khỏi tài khoản của Farod ký 12 ủy nhiệm chi để Huế làm thủ tục chuyển 296,5 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình Định FLC đến tài khoản của các cá nhân khác nhau để tạo dòng tiền, hình thành công nợ ảo để hạch toán hợp thức trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính. Cuối tháng 5 năm 2015, khi trở thành cổ đông góp vốn, Phương tiếp tục ký khống nhiều giấy tờ nộp tiền góp vốn và ủy nhiệm chi khống. Từ đó, bị can Huế làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền hợp thức làm tăng vốn khống góp mang tên Doãn Văn Phương tại công ty Faros từ 675 triệu, tương đương 675.000 cổ phần, lên hơn 77 tỷ, tương đương hơn 7,7 triệu cổ phần. Trước khi niêm yết, Phương trả lại hơn 7,7 triệu cổ phần cho Trịnh Văn Quyết bằng hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng nhưng không phát sinh thanh toán tiền. Do đó, cơ quan điều tra xác định bị can Phương được hưởng lợi 500.000 cổ phiếu, tương đương giá trị phát hành là 5 tỷ đồng. Cuối tháng 8 năm 2016, Doãn Văn Phương đăng ký lưu ký với tài khoản chứng khoán mang tên mình. Liên tiếp 2 năm sau đó, ông ta được trả cổ tức thêm 160.000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu ông này sở hữu lên 660.000. Đến đầu tháng 5 năm 2022, tài khoản chứng khoán mang tên Doãn Văn Phương bán toàn bộ 660.000 cổ phiếu, qua đó thu về trên 2,3 tỷ đồng. Kết luận của C01 nêu, Doãn Văn Phương đã cùng Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống giá trị góp vốn tại công ty Faros, đăng ký niêm yết và bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống. Qua đó, các bị can lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Trong vụ án, C01 cáo buộc Doãn Văn Phương đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò tổ chức thực hiện, giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết doãn văn phương đã bỏ trốn đến nay chưa có thông tin nhập cảnh về việt nam đã xác định ở nhiều nơi nhưng không tìm được kết luận nêu và cho biết cơ quan điều tra đã tách hành vi tài liệu liên quan ông phương để xử lý sau